Thời gian qua, trên địa bàn các tỉnh thành xảy ra nhiều vụ trọng án liên quan đến tình ái. Nguyên nhân bắt nguồn từ quan hệ tình cảm, mâu thuẫn dẫn đến cự cãi, gây án mạng. Các vụ án xảy ra gây nhiều hệ lụy thương tâm cho gia đình và xã hội. Lửa tình mù quáng, ba người mất mạng. Công an thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai đã điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và xác định được đối tượng phóng hỏa làm ba người bỏ mạng xảy ra ở phòng trọ số 308 Hoàng Hoa Thám, phường An Tân, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cựu đại tá Dương Văn Long, phó giám đốc thủ trưởng cơ quan điều tra, Công an tỉnh Gia Lai, Công an thị xã An Khê đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Công an tỉnh khẩn trương khám nghiệm hiện trường và nhận định vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Qua điều tra mở rộng, sau 3 giờ xảy ra vụ cháy, cơ quan công an xác định chị Vân có mối quan hệ tình cảm với cả NTN và nạn nhân Tí nên có thể đây là vụ phóng hỏa sát hại người do ghen tuông. Theo đó, đối tượng phóng hỏa được xác định là NTN, sinh năm 1972, trú tại thị xã An Khê, đã bỏ mạng trong tư thế treo cổ tại một phòng trọ cách hiện trường 900m. Thu thập các bằng chứng ban đầu, cơ quan điều tra xác định N là đối tượng đã phóng hỏa khiến 3 nạn nhân bỏ mạng. Vào khoảng 1 giờ ngày 9 tháng 1 năm 2024, N mang theo một can xăng 5 lít đã chuẩn bị trước, đến địa chỉ số nhà 308, đường Hoàng Hoa Thám, tổ 2, phường An Tân, thị xã An Khê, rồi đổ xăng, dùng bật lửa đốt. Theo thông tin, khoảng 1 giờ 51 phút ngày 9 tháng 1 năm 2024, nhận tin báo của ông Nguyễn Hoàng Phi, sinh năm 1996, báo xảy ra vụ cháy ở địa chỉ 308 Hoàng Hoa Thám. Ngay sau đó, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 18 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Đến 2 giờ 15 phút, đám cháy cơ bản đã được khống chế, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai lực lượng tìm kiếm nạn nhân. Quá trình tìm kiếm phát hiện 3 nạn nhân đã bỏ mạng trong nhà vệ sinh. Nạn nhân được xác định gồm Nguyễn Thị Tuyết Vân, sinh năm 1979, đăng ký thường trú tại tổ 1, phường An Phú, thị xã An Khê; Trịnh Thị Khánh Huyền, sinh năm 2009, đăng ký thường trú tại tổ 1, phường An Phước, thị xã An Khê; và Nguyễn Thành Tý, sinh năm 1973, trú thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Đến 2 giờ 25 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn và đưa 3 nạn nhân ra ngoài, bàn giao cho chính quyền địa phương. Gây án vì đòi tiền người tình bất thành. Dù đã có vợ con, song Nguyễn Thanh Tuấn vẫn tìm thêm cho mình bạn tình và cho mượn một số tiền để làm ăn. Khi nghi bạn tình có người khác, anh ta đã đòi lại tiền không thành nên đã sát hại nạn nhân rồi uống thuốc diệt cỏ tự giải thoát nhưng thoát nạn. Nhiều tháng sau khi vụ việc xảy ra, gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng trước việc con trai vừa gây án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân bỏ mạng, nghi phạm lo sợ tự giải thoát bằng cách uống thuốc diệt cỏ nhưng không thành do được người thân đưa đi cấp cứu kịp thời. Nói về vụ việc, mẹ của đối tượng Tuấn cho biết, tôi chẳng hiểu vì sao nó lại làm như vậy. Có vợ con, cuộc sống ổn định, đàng hoàng, không muốn mang họa vào thân, giờ phải chấp nhận những gì đã gây ra. Nguyễn Thanh Tuấn, 46 tuổi, ngụ tại thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, đã có vợ con cùng ngôi nhà tương đối khang trang do vợ chồng tích lũy làm ăn nhiều năm xây dựng được. Hàng tháng anh Tuấn đi làm cho công trình, phụ hồ làm ruộng, dù vất vả nhưng bù lại nguồn thu nhập khá đã giúp cho họ sống ổn định. Khoảng tháng 5 năm 2021, Tuấn gặp rồi quen chị Nguyễn Thị Mộng Ca, 48 tuổi, ngụ ấp Bình Lương, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Chủ tiệm tạp hóa tại xã Bình Thạnh, dần dần cả hai nảy sinh tình cảm. Chính lý do đó anh Tuấn thường vắng nhà nhiều hơn. Nghe tin đồn, vợ anh tìm đến nơi kinh doanh của chị Kiều để nói chuyện. Tuy nhiên, chủ tiệm tạp hóa lắc đầu từ chối, nói không bao giờ có chuyện đó. Dù nghi ngờ nhưng do thiếu bằng chứng, vợ Tuấn đành ngậm ngùi chấp nhận. Mặc dù dư luận xung quanh bàn tán xôn xao cùng với biểu hiện của người chồng nói lên tất cả rằng anh ta có phòng nhỉ. Biết sự việc, mẹ chồng sang gặp nàng dâu và cháu nội động viên. Chắc họ nói vậy thôi chứ không thể nào như vậy. Bà còn nói để gặp con trai hỏi ra chuyện. Nhưng đời nào anh Tuấn khai nhận sự thật khi người vợ chưa tìm ra bằng chứng. Cuộc tình âm thầm tưởng chừng vẫn kéo dài, nhưng đến tháng 2 năm 2023 thì giữa hai người bắt đầu phát sinh mâu thuẫn. Nghi nhân vật thứ ba xuất hiện. Dù chưa chắc, nhưng anh Tuấn cho rằng người tình đang quan tâm gã đàn ông khác thường xuyên ghé thăm. Mối bất hòa lớn dần lên khiến hai bên thiếu kiềm chế, liên tục điện thoại, nhắn tin, kể cả gặp tận mặt cự cãi lớn tiếng. Giọt nước tràn ly, hôm nào còn vui vẻ hoạt bát,
Thời gian này chiều đi làm về nhà, anh ít nói, gương mặt luôn đăm chiêu bực bội, và đêm nào khuya mới chịu đi ngủ. Vợ và con chẳng hề dám lên tiếng, họ cũng lo lắng, không biết phải làm gì để động viên an ủi. Chiều 23 tháng 4 năm 2023, trên đường đi làm về, Tuấn chạy xe máy, ghé nhà chị Ca nói chuyện. Sau đó hai người lại tiếp tục gây gổ, lớn tiếng đe dọa. Tuấn tuyên bố, có tin tôi sẽ sát hại em và tự kết liễu cuộc đời mình không? Chị Ca nghĩ đây có thể là lời hăm dọa của người đàn ông, chứ làm sao dám thực hiện. Chuyện gì đến sẽ đến. Khoảng 16 giờ 30 phút ngày hôm sau, Tuấn mang theo 3 chai thuốc diệt cỏ, một con dao nhọn, tự chạy xe máy một mình đến tiệm tạp hóa. Lúc này chị Ca đang bán hàng cho khách. Tuấn đậu xe bước lại gần, rồi đề nghị chị Kiều trả lại 35 triệu đồng đã mượn trước đó. Chị Ca lắc đầu. Cơn tức giận của anh bộc phát, đối tượng lấy con dao chuẩn bị sẵn lao tới tác động trúng vào vùng lưng của chị Ca, khiến con dao dính trên lưng. Bị tác động, nạn nhân bỏ chạy ra phía trước sân kêu cứu, rồi té ngã xuống mặt đường bất tỉnh và tắt thở tại chỗ do mất quá nhiều máu. Gây ra án mạng, đối tượng bắt đầu lo sợ liền lấy một chai thuốc diệt cỏ, uống một phần trong chai, sau đó vứt vỏ chai xuống lộ, lên xe nổ máy chạy về nhà mẹ ruột tại xã Bình An, huyện Thủ Thừa. Lúc này nỗi sợ hãi cái chết đến cận kề, nghi phạm kêu người nhà trở vào công an huyện Thủ Thừa thú tội. Biết Tuấn có uống thuốc diệt cỏ, cơ quan chức năng nhanh chóng đưa vào bệnh viện huyện Thủ Thừa cấp cứu, rồi chuyển tiếp lên bệnh viện đa khoa Long An điều trị. Do chỉ uống số lượng ít, 3 ngày sau đối tượng xuất viện và bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra làm rõ về tội giết người. Chiều 14 tháng 9 năm 2023, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn về tội giết người. Hội đồng xét xử khẳng định hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, tước đi mạng sống của nạn nhân. Dù bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ như tự thú, thành khẩn khai báo, khắc phục một phần hậu quả, nhưng cần phải cách ly bị cáo một thời gian dài mới đủ trừng phạt, răn đe và phòng ngừa chung. Mức án 20 năm tù được tuyên, bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 300 triệu đồng. Khi đưa xe trở về trại tạm giam, bị cáo Tuấn cố gắng nhìn xung quanh tìm người thân, đồng thời cũng muốn tạ lỗi với họ do tự gây ra hậu quả và phải vướng vào vòng lao lý. Mẹ, vợ và con nước mắt chảy dài. Bản án đó, khi con thi hành xong, chắc gì còn gặp người mẹ, nay tuổi đã gần 70. Trong tình yêu, ghen tuông là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, ghen đến mức thiếu bình tĩnh, không kiểm soát được hành vi thì rất dễ gây ra hậu quả khôn lường. Một số người ghen tuông mù quáng khi cảm xúc bị kích động sẽ hành động mất kiểm soát. Có những trường hợp ghen tuông chỉ vì tự ái, bực tức hoặc là muốn chiếm hữu. Ngoài ra, cách hành xử không được khéo léo khi chia tay đã làm cho đối phương bị kích động. Để phòng ngừa những vụ án do ghen tuông, trước hết phải xuất phát từ những người trong cuộc, phải trang bị kỹ năng sống, ứng xử văn minh. Điều quan trọng là xây dựng lối sống lành mạnh, thủy chung, đề cao vai trò của các ban ngành đoàn thể trong tuyên truyền, cảnh báo và lên án hành vi lệch lạc trong quan hệ tình cảm, cũng như hành vi vi phạm pháp luật liên quan, kịp thời phát hiện, hòa giải những mâu thuẫn khi mới phát sinh, xử lý nghiêm những hành vi phạm tội nhằm cảnh báo, răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.